Rồi, xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay chia sẻ cho mọi người cái kỹ thuật tẩy nổi chân trên cái tóc có trong chân tầng 3 ở ngoài tầng 7. Và do cái tóc mình lúc trước đã nhiễm màu nâu khói rồi, bây giờ nên tóc lúc trước có là tầng 8 nha anh chị. Thì bước đầu tiên chúng ta tiến hành chia từng cái tóc mỏng và pha oxy với bột tẩy là oxy 9%, bột tẩy tỷ lệ là 2:1. Bây giờ tiến hành bôi phần trong chân trước. Trước khi chúng ta bôi phần trong chân thì chúng ta cái dùng keratin hoặc là olaplex pha lỏng với nước. Anh chị bôi lên cái phần ngắn giáp giữa phần mà cái tóc đen và cái tóc đã tẩy rồi. Thì chúng ta bôi vô trước, điều hết cái tóc để trong vòng khoảng 5 phút và tiến hành chúng ta tẩy tóc. Vậy do cái tóc này nó phần trong chân nó ra từ 5 đến 7 cm thì chúng ta mới tiến hành chúng ta tẩy chân trước. Rồi chúng ta mới nhuộm cái phần thân và ngọn sau. Còn nếu cái tóc mà anh chị ra 1 đến 2 cm, 3 cm, 4 cm thì chúng ta có những tẩy từ chân ra, tại phần trong chân nó rất là dễ lên màu nha anh chị. Có nhiều người nói là tại sao á là anh ơi anh sẽ nhuộm ở cái thân trước rồi tẩy trong chân nó sẽ lên đều. Không phải, tại vì cái tóc này trong chân nó rất là đen và cái ngọn tóc đã có tẩy rồi nên chúng ta mới dùng kỹ thuật này nha. Nhưng nếu cái tóc mà trong chân mà chưa mà cái ngọn tóc á mà nó chưa có tẩy hoặc là chưa có nhuộm màu là màu nâu tự nhiên thì chúng ta tiến hành tẩy từ trong chân ra thì trong chân nó vẫn đều như vậy. Rồi sau đó thì chúng ta đã tẩy trong chân thì thấy không, lót từng miếng giấy và tẩy xong để 20 phút nó sáng ở trong chân, chúng hành chúng ta bôi vô phần thân và tẩy cái ngọn. Thì khi tẩy phần thân thì anh chị nhớ lưu ý là anh chị phải oxy thấp thôi, oxy 6 oxy 6 và anh chị dùng keratin hoặc là anh chị dùng olaplex hay anh chị dùng là những cái chất dưỡng chất anh chị bôi vô bình thường. Nhưng thường thường tẩy tóc thì tẩy đi với keratin là nhiều và lần lượt thì chải hết những cái tóc. Và lưu ý với anh chị là anh chị khi chị chải tóc tẩy thì anh chị đừng có chải nhiều quá, anh chị massage thôi. Và những cái tép tóc của anh chị mà nhuộm tẩy tóc á, anh chị cho nó nằm riêng riêng nhau, đừng có nhập chung vô mỗi lớp, mỗi chải mỗi lớp mỗi chia là cái tóc anh chị dễ bị giãn và dễ bị khô nha anh chị. Như anh chị thấy không, nằm những cái tép tóc nó nằm tréo ngoe với nhau. Đằng khi anh chị lấy thuốc á, anh chị bôi thuốc thêm hoặc anh chị lấy thuốc ra, anh chị cần lấy cái tóc có sẵn anh chị bôi vô thôi, chúng ta không có chia lớp nữa. Có nhiều người tẩy tóc có chia mỗi lớp nó nhập chung vô nó dễ bị rối, nó bị sười anh chị. Đó, anh chị thấy không, những cái dưỡng chất và tóc nó chuyển động, nó chuyển biến màu rất là nhanh, tại vì do cái nền tóc lúc trước người ta đã có tẩy sơ tầng 8 rồi nên chúng ta nhuộm và nền sẽ lên màu liền anh chị, rất là nhanh, khoảng 10-15 phút lên liền. Đó, còn chị thấy không, thì cái kỹ thuật người ta nằm để những tép tóc nó chéo với nhau như vậy đó. Đó, để giao nhau như vậy. Rồi chúng ta chỉ cần lượm tép tóc đó lên, lấy tép tóc đó lên là chúng ta có thể là massage hay bôi thuốc thêm hay lấy thuốc ra rất là dễ. Anh chị đừng có nhập chung lại với nhau nha. Đó là kỹ thuật tẩy tóc nó mình. Còn cái thuốc tẩy hay cái hóa chất nó tốt đó là do sản phẩm nữa nha anh chị. Giờ thì lúc đó sẽ làm gì hơn. Còn đây là kỹ năng thôi. Đó, chị nhớ massage cho nó đều. Và chị thấy cái tóc này rất là mịn. Do cái tóc lúc trước này tẩy cũng rất là yếu rồi. Nên bây giờ chúng ta tẩy dưỡng lại. Và anh chị lưu ý là tẩy đi cứ từ từ, đừng có đi oxy cao quá. Và nếu có tẩy lần nữa, lần thứ ba nữa thì chúng ta nên tẩy gì, chúng ta đã tẩy oxy 3% thôi, cứ tẩy oxy 3% dưỡng, 3% dưỡng, cái tóc càng tẩy càng mịn nha anh chị. À, anh chị thấy không, tóc rất là mịn. Đó, và đây là cái như lúc dầm chân và lúc tẩy luôn làm cái nền tóc rồi anh chị, dễ không, rất là ok. Và sau khi tóc đã lên màu rồi, chúng ta tiến hành vô trong xả tóc. Thì xả tóc anh chị có dầu gội giữ màu, anh chị mua rất kỳ dầu gội nào ở trên mạng rồi gội khử màu, khử tím khử gì đó, bây giờ anh chị mua và chị xài vẫn được. Bây giờ còn nếu không thì anh chị lấy oxy tím là oxy 1,5 oxy tím cộng với là 30 gram mít ách tím, bây giờ cộng với một gói ali, anh chị quậy vô, anh chị chế giống như mình đang làm như vậy đó. Rồi anh chị khử sức tố vàng thì nó sẽ ra anh chị học nâu khó khói á. Thì cái tóc của mình hồi nó nhuộm những cái màu khói, nó sẽ bám và nó bền đau hơn. Anh chị phải khử hết những cái vàng đồng đây này đó, chị thấy không, gọi một lần mà nó còn cam cam và vàng vàng thì chúng ta gọi thêm lần nữa, thậm chí có thể gọi 2-3 lần bình thường. Được chưa, anh chị thấy không, phải khử đó. Và sau khi chúng ta xả xong rồi tiến hành xả sạch hết
giờ chị thấy cái tóc bây giờ nó hơi cái không màu vàng be be đó. Đó. Và sau khi xong ta sấy khô tiến hành chúng ta tiến hành pha công thức. Thì công thức này rất là đơn giản, anh chị đừng có pha gì lộn xộn màu này cộng màu kia màu nọ mà lắm. Chúng ta tiến hành lấy đơn giản thôi, màu 8.1 8.1 cộng 5.0. Bây giờ nếu mà cái tóc của anh chị có sắc tố ad nhiều xíu, anh chị cộng khoảng chừng 20g bên ad 8.1 100g, 5.0 khoảng 30g và bên ad 20g. Cứ đơn giản gì mà làm thôi. Và phần trong chân này anh chị quậy đều hết, anh chị múc ra một miếng thuốc ở chờ và anh chị cho oxy là oxy 1.5. Bây giờ tóm lại phần trong chân thì đi oxy phần oxy 3 trở lại thôi là ok. Đó. Quản công thức như vậy nha anh chị. Anh chị bôi oxy 3. Ở chờ và oxy 1.5 cộng oxy 3 cộng miếng nước. Ở giờ anh chị bôi phần trong chân trước. Và sau đó, khi anh chị bôi phần trong chân xong, anh chị có thể thấy cái phần trong chân á ở cho nó hết vàng. Nó hết vàng rồi. Đó, chúng ta mới tiến hành nhuộm phần thân. Và anh chị chú ý nè, cái kỹ năng nhuộm phần trung chân là anh chị bo vô chị làm thật là nhanh và chia từng lớp mỏng lớp mỏng. Chúng ta quẹt phần trung chân cho sát dân nha. Nếu anh chị chia cái tóp tóc mà nó dày quá cái là khoảng tầm 2 cm hay 1.5 cm thì trung chân nó vẫn còn vàng nha. Chia xong rồi chúng ta chia lại mỏng thì là mỏng chấm chấm sát da đầu luôn. Bây giờ do oxy này oxy 1.5 hoặc là oxy 2%, 3% trở lại nên nó không có gác nhiều nha anh chị. Nha, tôi nói lại là cái công thức á là chỉ cần đơn giản thôi, 8.1 thuốc hơi tốt chút xíu. Rồi nha. Rồi cộng với lại 5.0. Rồi cộng với mid-ad 8.1 100g, 5.0 30g và mid-ad 20g. Bây giờ chúng ta bôi lên. Với trong chân trước khoảng 20 phút sau chúng ta tiến hành bôi phần thân. Rồi nha, và anh chị thấy không? Kỹ thuật mà bôi phần thân anh chị phải xóa ngấn nha. Có nghĩa là khi khoảng 10 tới 15 phút nó trong chân nó đã lên màu bích hết cho vàng rồi, chúng ta phá ngấn phần thân. Cái này đặt cái lượng thuốc ngay phần cái khớp của cái thân, chúng ta massage đều hai cái khớp đó và massage từ 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 ra ngoài. Có nghĩa là thuốc tập trung vô ngay cái phần ngấn giữa cái gì, giữa cái phần chân và cái phần thân đó, anh chị thấy không? Đó, massage vào nhiều đó và vuốt cái thuốc ra cái ngọn thôi, đừng có sức của ngọn nhiều đó. Đó. Còn nếu những cái tóc khoăn ấy cái ngọn nó yếu thì chỉ cách cái ngọn khoảng 1-2 cm hoặc 5 cm cũng được. Đó, chị thấy massage đều không? Đó. Cho lượng thuốc dùng ngay cái phần gì, cái khớp giữa cái chân và cái thân nha anh chị. Massage và khi đó chị massage đều hết, anh chị để khoảng 20-30 phút. Thì thuốc anh chị biết á, là cái thuốc lưng động á, là từ 10-10 phút là sự phát triển thuốc thôi, đã nằm phía ngoài vỏ tóc thôi. Bây giờ khoảng 25 phút là thuốc bắt đầu thẩm thấu vô trong. Và khoảng 40 phút thì tóc mới đầu đi vô, thuốc nó phải vô đủ trong chân, trong thân. Nên anh chị sức thuốc anh chị đừng có mong mà nó lên liền, không có đâu, để thời gian sau càng đậm. Và sau khi sức hết cho phần thân rồi, chúng ta bắt đầu tiến hành massage nhẹ vào phần ngọn. Nhớ đừng có đập một cục thuốc vô phần ngọn, nó dễ bị tối nha anh chị. Đó. Và đó là như anh chị thấy không, nó hoàn thành nhuộm chân 15 cm thì bích vàng hết, nhuộm thân cách cho ngọn 5-10 cm rồi bắt đầu tiến hành ta bôi nhẹ nhẹ ra luôn. Thấy chưa, không bao giờ bị ám hết. Anh chị đừng có pha 30, 20 hay là ít, người ta làm đúng nhưng mà anh chị làm không được. Anh chị sẽ cho nhiều quá sẽ ám cái ngọn, nó gì nó sẽ dễ bị tối. Còn cái này chỉ đơn giản thôi, 8.1 5.0 cộng với mid-ad là cái ngọn không bao giờ bị sụp được anh chị. Và anh chị thấy không, thời gian là 45 phút, 5 phút, 1 tiếng cũng được nữa, tiếng được nữa. Đó, thì tới rồi thì chúng ta kiểm tra tóc và đi xả. Và khi lưu ý cái tóc đã tới rồi thì có những cái chỗ nó còn vàng, những cái chỗ nó còn nâu rồi nha, thì anh chị cứ lấy gì, lấy mid ad khoảng 30g cộng với nước hoặc là collagen khoảng 30g bây giờ, và anh chị cộng với thuốc dập số 2 khoảng 10g. Anh chị bôi vô lại cái phần đó, đừng pha oxy nha, đừng pha oxy. Đó, lên nước cộng với thuốc nhập, anh chị cộng với mít át hoặc là thiếu cái màu gì anh chị cho cái màu đó vô. Bây giờ anh chị thấy không, bỏ lên đó thì và sau khi xả rồi chúng ta xài dầu xả rồi bình thường ha. Và đây là kết quả đó anh chị thấy không, cái tóc rất là ok, lần đầu tiên làm cũng thấy hài lòng. Chúc anh chị thành công nha, phải đạt hiệu quả cao trong cái kỹ thuật này.